Thời gian qua, kênh VTC14 liên tục nhận được phản ánh của người dân trình bày những bức xúc liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ do công ty phát triển khu công nghiệp Viclacera Yên Mỹ Hưng Yên làm chủ đầu tư. Theo người dân, rất nhiều bất cập đến từ việc làm trái quy định pháp luật của chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã đẩy người dân vào cảnh điêu đứng khi mà đất đai, tư liệu sản xuất bị thu hồi nhưng mà quyền lợi chính đáng lại chưa được bảo vệ. VTC14 đã có những ghi nhận bước đầu về vấn đề này. Gần 50 hộ dân thuộc thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, suốt 3 năm nay đang vô cùng bức xúc trước việc thu hồi đất cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ do công ty phát triển khu công nghiệp Viclacera Yên Mỹ Hưng Yên làm chủ đầu tư. Người dân ở đây thì người ta quá bức xúc rồi. Ngay cả cái niềm tin vào chính quyền từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, bây giờ người ta cũng mất cái niềm tin. Bởi vì cái lý do là cái dự án khu công nghiệp Viclacera này về đặt tại địa điểm xã Tân Lập. Thế nhưng mà coi là dân không được họp, không được thông báo, không được phổ biến, không được tuyên truyền vận động, cho nên là không tạo được cái sự đồng thuận của dân. Ông Chi cũng cho biết, giữa lúc người dân nơi đây còn đang vô cùng bức xúc trước những dấu hiệu làm trái quy định pháp luật của dự án này, thì những thửa ruộng trồng cấy bao năm của các hộ dân nơi đây bỗng bị chính công ty Viclacera san lấp, làm mất đi hiện trạng ban đầu. Ruộng biến thành đường, đất cát san lấp ngổn ngang, nham nhở. Theo những hộ dân ở đây, tài sản của họ đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Cái lô ruộng này là cái lô ruộng nhà tôi. Từ trên kia xuống đây là có vài ba nhà là bây giờ hình thành cái lô ruộng này vẫn còn nguyên. Như khi đến từ ở cái đầu này xuống đến đây đã sàn đất làm đường, làm mương hai bên và chôn cột điện, đổ cả cái cát đây là nằm trên diện đích tích nhà gia đình của gia đình nhà tôi. Công ty Viclacera này về cho tôi chả biết làm ăn thế nào. Chẳng họp dân mà cũng chẳng kiểm đếm gì. Thế là ông ấy đè ra ông lấy đất của chúng tôi đây, cái ví dụ như của tôi kia. Ruộng của tôi, các anh đổ cát rồi mà tôi đã làm đến 6 cái cọc. Một đêm các anh ấy đổ lấp 4 cái cọc. Đấy, biến thành đường rồi, thành rãnh rồi, thành đây. Trong này rồi, hại hết. Thế thì thậm chí là cũng rất nhiều lần đề nghị với xã, đề nghị với huyện, rồi thậm chí đề nghị với tỉnh. Huyện lập biên bản chán ra, xử phạt hành chính 80 triệu. Tỉnh cũng lập biên bản chán ra, coi là xử lý hai lần. Một lần 300 triệu, một lần 500 triệu. Và yêu cầu coi là phải khắc phục lại cái hiện trạng đấy. Nhưng mà dù cuối cùng bây giờ họ cũng vẫn không khắc phục đây. Cái hiện trường này các anh chị thấy. Quay trở lại với lý do chưa đồng thuận bàn giao đất để xây dựng dự án khu công nghiệp Yên Mỹ. Người dân thôn Thư Thị cho rằng đây là loại dự án nhận chuyển nhượng, chứ không phải là dự án nhà nước thu hồi đất. Do đó, mức đền bù phải do doanh nghiệp và người dân thỏa thuận với nhau. Khi đồng chí phó chủ tịch tỉnh là đồng chí Bùi Thế Cử về đối thoại với dân chúng tôi cũng đã phát biểu rồi. Cái dự án này là dự án nhận chuyển nhượng. Bởi vậy, chúng tôi và doanh nghiệp là phải thỏa thuận với nhau. Nếu những dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất như chúng tôi được tìm hiểu trong luật đất đai, thì phải là nhà nước quyết định đầu tư. Tức là cái vốn đầu tư của nhà nước vào, thì nhà nước mới ra quyết định thu hồi đất. Thế nhưng mà đây, cái dự án này, là nó lại thuộc về cái vốn đầu tư của doanh nghiệp. Bởi vậy là nó chỉ có nhận chuyển nhượng thôi. Từ những phân tích này, ông Chi cho rằng việc nhập nhèm, không xác định rõ này đã làm thay đổi đơn giá đền bù đất ruộng cho người dân xuống mức chỉ có 71.000 đồng một mét vuông. Nghĩa là một mét vuông đất ruộng trồng cấy bao năm qua của người dân chỉ đổi lại được chừng 2 bát phở. Với mong muốn làm rõ những bức xúc trong việc thu hồi đất phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ, người dân đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu đến các ngành chức năng. Tuy nhiên, cuộc hẹn tiếp dân thì cứ bị lần lữa mãi. Trong khi đó, quyết định cưỡng chế lại được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ ban hành một cách đầy vội vàng khi những bức xúc của người dân còn chưa được giải thích thỏa đáng.